Ok, chào mọi người nha. Hai. Chào mọi người nha, đây là mình đây nha mọi người. Hôm nay mình đích thân ra tay gài gặp nha mọi người. Hai thanh niên này mớm quá trời à. Chịu không nổi rồi. Mình thua rồi các bạn ơi. Mình dính được con chuột mà là thua rồi đó mọi người. Hai anh em mình thua rồi đó. Nó chính đích thân mình sẽ ra tay. Rồi để mình đi nha mọi người. Đây. Thử coi gặp ông anh mình sẽ hiệu quả không nha mọi người. Đây quay chi trời. Cái ngựa quá trời luôn. Phát hiện chỗ này nha mọi người. Đây có đường nè. Còn may mắn không nha mọi người. Hai cái hai anh em mình mớm quá mớm rồi. Mà mình kỹ quá mọi người, đánh dấu trên hàng rào và đánh dấu dưới đất nữa. Có đường nữa hả? Nó hiện chỗ đó nha mọi người. Không như cái gặp đen đen của anh em mình không mọi người. Sơn màu đen nó đen luôn rồi. Cái tiếp theo đó nha mọi người.
Hồi là ông đánh anh 200 bẹp. Thiếu đi mà. Bé khúc khúc bự mía kìa. Bẻ cái mía làm dấu. Mọi người tới chỗ này nha mọi người, chỗ này cái đó nha. Là chó cha. Rồi đi anh em mình ra đây đặt thêm mấy cái nữa nha mọi người. Gần chiều rồi mọi người. Xanh này. Cái thằng cánh cỏ này. Cái gì à? Cái này ông có tiếp bao. Cái này là cái thứ 500 nha. Mình lặn lội 80 con sâm mới sâm ba bằng 500 cánh đồng. Ok, khá là mệt. Chúng ta bị mớm nữa sao? Đừng nhắc cái chữ mớm nữa. Chú có chân xài không? Bắn lắm. Nhớ là con cái gì nè. Dính nè. Đi lù lù trong đêm. Té luôn. Từ từ nha. Đây chuột nhiều lắm.
bự chưa? Há bự chưa? Chuột chuột gõng gõng. Gõng. Con nghe em. Coi sao vô gọng nghe. Ở cái chân dính miệng dính miệng. Khoa vô gọng làng Khánh đây. Ok. Một con không, mọi người. Lụm lúa. Đây. Gầy quá gì luôn á. Đây. Hàm thấy biết dính con rồi không? Đây, nãy vô dám vô coi rồi ạ. Dữ vậy sao? Ok, con thứ hai nha mọi người. Bự vừa. Bự gầm số. Để thằng đó, đó. Ừ. Nhanh gì vậy? Hai em. Quay ra, quay ra. Ghê, cái này có lý không? Dính nè. Dính nha mọi người, con thứ ba. Vô. Bự thế. Thả nhỏ vô gan bự nè. Nhỏ không? Ok, thành quả tối bữa nay nha mọi người. Ba em nha mọi người. Một con chồng, một con vợ mà một con con. Hai chồng với đứa con đi chơi vì vô tình chui vô gặp. Ok, để sáng anh em mình có thành quả buổi sáng nha. Anh em mọi người nhớ đợi nha. A few moments later. Okay, chào các bạn buổi sáng nha. Hello, bình minh ơi về chưa? Ngồi biết cái này ai ngồi cũng được. Người xem mẹ bởi đầu sao? Dính này, dính này. Đây dính không nè, camera. Okay. Nhiều dính mọi người ơi. Tuyệt vời. Còn cái nào nữa không?
Ok, bữa sáng này dính được có một con rồi mọi người ơi. Con này tầm nửa ký lô luôn á. Tháng đêm được 4 con à. Chết rồi, 500 cái gặp mà được có 4 con à. Anh em lại mớm nữa nha mọi người. Ok, mình sẽ đem về thả chung với mấy anh em kia.